Ôi, nhìn những tòa lâu đài tuyệt đẹp này. Wow. Sắc hồng xinh quá. Sắc đen cũng thật ma mị. Đính thêm những chú bướm cầu vồng nào. Và cả những bóng ma ma quái nữa. Ghê không? Đẹp tuyệt. À, trời sáng rồi. Các cư dân của vương quốc ánh sáng cũng vừa thức giấc. Nhưng với vương quốc bóng đêm thì ngược lại nhé. Xin chào. Ồ, sinh nhật Sayako ư? Ok. Bao bao chuẩn bị thôi. Ok. Nhưng trước tiên cả nhà hãy dùng bữa nào. Có súp này, bò này. Ồ, ngon tuyệt. Xin mời. Mời các bạn dùng bữa nhé. Ôi, một bàn ăn tuyệt hảo. Mời cả nhà. Giờ thì chọn trang phục thôi. Đồ kỳ lân thì sao nhỉ? Trông tuyệt đấy chứ. Nhưng liệu có phù hợp không? No. Ồ, chỉ có thể là trang phục dạ hội nhé. Nó rất hợp cho một bữa tiệc sinh nhật. Ok. Đi thôi nào. Đằng sau cánh tủ là những bộ đồ chơi hoàn hảo. Nhưng hôm nay đâu phải là Halloween. No. Vậy thì thay trang phục dạ hội nào. Ôi, hãy nhìn nó mà xem. Wow. Nice. Quá tuyệt. Đi thôi. Bữa tiệc sinh nhật của Sayako cũng đang được chuẩn bị. Có thật nhiều bóng này. Và không thể thiếu bánh gato nhé. Sayako đã lên 6 rồi. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ nhé Sayako. Tạm biệt. Xin chào các em. Rabun nghèo đi đến. Bãi rác có gì không nhỉ? Hai chú chó tranh nhau cái xương. Mắt lên cây rồi. Buồn quá. Ngoan nhé. Rabun trèo lên cây. Quả táo ngon quá.
của hai em này. Quả táo có chiếc túi ở trong hay quá. Wow, nhiều tiền thế này. Let's go. Đi tiêu tiền thôi. Tiệm làm đẹp. Nhiều cánh cửa làm đẹp quá. Wow. Hey. Okay. Có tiền mới vào được. 1, 2, 3. No. Vào làm tóc trước. Chải lại tóc nè. Gãy được luôn. Gội đầu nhé. Đã sạch nha. Thuốc nhuộm tóc. Okay. Bôi thuốc vào tóc nhé. Mái tóc cầu vồng đẹp quá. Phòng trang điểm. No. Rửa mặt cho hết bẩn nào. Da đẹp nha. Da đã đẹp rồi. Lông mày giống màu tóc nè. Má hồng nhé. Nữa nào. Xinh quá đi. Cánh cửa làm móng. Cùng làm móng cho Rabun thôi. Móng cầu vồng. Đính thêm các kim tuyến lấp lánh nhé. Yes. Con bộ váy xấu quá. No. Let's go. Okay. Thật nhiều váy đẹp. Hợp. Nice. Oh, đẹp yes. Đó. Yeah. Wow. Rabun phong cách cầu vồng thật tuyệt. Yes. Hey. Hello. Dầu nhờ trèo cây là có thật. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Xin chào các bạn đã đến với những ngôi nhà xinh xắn của chúng mình. Các bạn thấy những chú bướm bướm có dễ thương không nè? Cô chủ xinh đẹp của ngôi nhà lãng mạn này không ai khác chính là Barbie.
Đặc biệt là không thể thiếu cô chủ nhỏ Barbie đáng yêu nữa nhé. Nhanh tay chuẩn bị váy áo thôi nào. Một chiếc váy hồng thật xinh cho Barbie bé nhỏ. Và thêm một chiếc váy hồng cũng thật xinh nữa cho Barbie nhé. Nếu bạn yêu những chú mèo đen thì hãy đến với ngôi nhà của hai cô chủ cá tính Raquel và Raquel bé bỏng của chúng ta nhé. Hello. Còn bây giờ thì chọn đồ và ra ngoài thôi. Ôi, lớp học ballet thật hấp dẫn quá phải không các bạn? Ok. Nên đương nhiên là các cô gái xinh đẹp của chúng ta đều bị hấp dẫn rồi. Mom. Ok. Nhưng tủ đồ đâu có sẵn váy ballet. Phải làm sao đây? À, đúng rồi. Hãy thiết kế những chiếc váy ba lê bướm bướm thật đẹp cho mẹ con Barbie nhé. Và Barbie bé bỏng của chúng ta ngay thôi nào. Great. Việc gì cũng có cách giải quyết thôi mà.
Các bạn ơi, hãy dùng thiết kế những chiếc váy ba lê mèo đen thật đẹp để mẹ con Raquel có thể tự tin tới lớp học ba lê của chúng ta nhé. Màu sắc đen cá tính nhưng không hề đơn điệu này. Kết hợp với sắc ghi xám bồng bềnh và huyền ảo nữa thì sẽ tuyệt phải không nào? Hãy tô lại những đường kẻ và chấm trắng cho chiếc váy càng thêm phần nổi bật nhé. Đính thêm hạt lấp lánh ở phần eo và cổ váy là hoàn thành rồi. Đã đến lúc thay váy rồi các cô gái xinh đẹp ơi. Nhưng đừng quên là chúng ta còn cả một tủ phụ kiện thật đẹp dành riêng cho những cô gái cá tính nữa nhé các bạn ơi. Nhanh tay trang điểm làm tóc thôi nào. Ba lê đã mở rộng cửa để chào đón các cô gái của chúng ta rồi. Hãy tự do thả hồn vào những vũ điệu ba lê hoàn mỹ nhé, Barbie. Raquel duyên dáng ơi. Barbie và Raquel bé bỏng cũng thật đáng yêu phải không nào? Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những lớp học tới của chúng mình nhé. Các cô gái xinh đẹp của chúng ta vẫn đang say giấc các bạn ạ. Trời sáng rồi, dậy thôi nào các cô gái. Xin chào các bạn, Rapunzel đã dậy rồi nhé. Sadako ơi, sáng rồi, hãy mau dậy thôi nào. Xin chào các bạn, Sadako cũng đang dậy rồi nhé. Hãy tắm rửa thật sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài nào các cô gái ơi. Lau khô người và thay những bộ quần áo thật đẹp nhé. Great. Các cô gái đang đi dạo ngoài công viên thì thật bất ngờ nhận được lời cầu hôn của Ken và Rush Warner. Ôi lãng mạn quá đi. Hãy là những cô dâu xinh đẹp nhất nhé các cô gái. Ôi, lũ chuột đã cắn rách hết váy rồi, phải làm sao bây giờ? Những chiếc váy của Sadako cũng chịu chung số phận. Ôi, thật là tệ.
đừng lo nhé các cô gái. Chúng ta hãy nhờ các bạn hỗ trợ nhé. Ok. Rapunzel sẽ là nàng công chúa Galestia xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích. Chiếc váy bồng bềnh, mỗi bước đi của công chúa Rapunzel sẽ càng thêm thức tha dịu dàng nhé. Ôi, những tà váy mới đẹp và quyến rũ làm sao, đúng không các bạn? Đôi giày đính đơ xinh xắn dành riêng cho Rapunzel nhé. Cuối cùng sẽ là chiếc vương miện và chiếc vòng cổ lấp lánh nhé các bạn ơi. Chiếc váy sẽ có sắc vàng ấm áp trên nền sắc trắng tinh khôi. Sáng để chiếc váy càng thêm nổi bật nào. Váy thật đẹp phải không các bạn? Rapunzel ơi, còn chờ chờ gì nữa? Hãy mau mau thay trang phục và trở thành nàng công chúa Celestia xinh đẹp tuyệt trần thế nào. Sẽ là nàng công chúa Luna xinh đẹp nhé. Chiếc váy của cô nàng thật dịu dàng và nữ tính phải không nào? Những tà váy mới yêu kiều và thức tha làm sao các bạn ơi? Cùng hãy chuẩn bị giày, vòng cổ và vương miện cho nàng công chúa Sadako xinh đẹp của chúng ta nhé. Chiếc váy sẽ thật nổi bật trong sắc xanh dương đậm nhé các bạn. Điểm thêm sắc xanh dương và chút sắc đen quyến rũ nữa nhé. Cùng tô giày, vương miện và vòng cổ để hoàn thành phụ kiện cho nàng công chúa Sadako nào. Và đừng quên điểm thêm những vì sao lung linh lên thân váy nữa nhé. Cô ơi, hãy mặc thử chiếc váy công chúa mặt trăng thật tuyệt này nhé.
nice. Wow, Sadako thật xinh đẹp phải không nào? Hai cô dâu của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành. Hồi hộp quá phải không các bạn? Ken và Dragozo thật xứng đôi. Ruswander và Sadako cũng thật xứng đôi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé các cô gái. Buổi sáng tốt lành. Ôi bão biển. Oh my God. Nước đang dâng cao. Các con đi mau. Xin giúp chúng tôi với. Ôi cá vàng. Mẹ sẽ giúp cá. Yêu thương cá nhiều lắm. Oh yes. Bye bye. Tạm biệt. Adiel ơi, hãy làm gì đó để trả ơn mẹ Rapunzel nhé. À đúng rồi. Adiel sẽ dành tặng mẹ Rapunzel một ngôi nhà tàu ngầm thật lấp lánh. Và thật, thật nhiều lấp lánh nhé. Quá tuyệt. Phòng ăn thì có cửa sổ và bộ bàn ghế thật xinh đây. Phòng khách thì thật lãng mạn với những chiếc ghế đáng yêu nhé. Tiếp đến sẽ là phòng ngủ được thiết kế riêng cho em bé. Và cả phòng chơi nữa chứ. Phòng ngủ của mẹ sẽ kê bàn trang điểm và một chiếc giường thật lớn nhé. Phòng tắm thì cũng đang dần được hoàn thiện. Phòng vệ sinh thì phải thật sạch và thoáng nhé. Tuyệt quá. Cuối cùng sẽ là tủ đồ cho mẹ và bé. Yeah! 1, 2, 3 hô biến. Oh my God. Ôi lạy Chúa. Khám phá ngay thôi. Rita và Hello Kitty, mỗi em bé một ghế nào. Giờ ăn đến rồi. Chúc các bé ngon miệng. Ôi, các bé buồn ngủ quá. Ngoan ngoan. Ok. Hãy ngủ thật ngoan nhé. Bye bye. Oh yes. Mẹ cũng ngủ sớm mà. No. Bye bye. Sáng rồi.
Ew. Hello. Hello Kitty đã dậy rồi đây. Rita mau dậy thôi. Hi, mommy. Chào mẹ à. Ôi, các bé tự đi vệ sinh này. Và cả làm sạch răng miệng nữa chứ. Giờ thì tắm thôi. Kỳ cọ này. Xong rồi, tới phòng thay đồ thôi. Ôi, tủ đồ trống trơn. À, đúng rồi. Hãy điểm những sắc hồng tươi tắn lên váy cho ba mẹ con nhé. Đính hạt nào. Tiếp tục tô thôi. Lặp lại một lần nữa nhé. Đẹp tuyệt. Thay váy nào. Ồ, đẹp quá. Đã đến lúc tham quan đại dương rồi. Đi thôi.